Theo Bộ Y tế, đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã ghi nhận trên 5.500 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Gần đây, số ca mắc đang có xu hướng gia tăng, chủ yếu ở khu vực miền Nam, đặc biệt tại một số tỉnh thành phố như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Sóc Trăng. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hơn một tháng trở lại đây, số trẻ bị bệnh tay chân miệng tới khám và nhập viện tăng rất cao, trong đó có không ít ca nhập viện muộn, bị biến chứng nguy hiểm. Theo bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2022, bệnh viện ghi nhận có 776 bệnh nhi mắc tay chân miệng đến khám, tăng 759 ca so với 2 tháng trước đó. Trong số đó có 114 trẻ phải nhập viện điều trị. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC, trong tuần qua, thành phố ghi nhận 1.070 ca mắc tay chân miệng, tăng hơn 81% so với trung bình 4 tuần trước. Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, phường An Lạc, quận Bình Tân, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, phường 11, quận Tân Bình, có số ca tăng cao so với trung bình tháng trước. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, tuần qua ghi nhận 879 ca khám ngoại trú, tăng gấp nhiều lần so với cùng thời điểm này tháng trước. Tại Bệnh viện Nhi Đồng thành phố, trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 80 đến 120 trẻ đến khám tay chân miệng, tăng gấp đôi so với đầu tháng. Khi trẻ mắc tay chân miệng và bị loét miệng quá nhiều, phụ huynh cần phải vệ sinh răng miệng sạch sẽ cho trẻ. Trong trường hợp trẻ đau hoặc sốt, bác sĩ sẽ cân nhắc dùng thuốc giảm đau cho trẻ. Nếu trẻ dị ứng với thuốc hạ sốt thì có thể chườm mát cho cơ thể bé bằng nước ấm, lau người và chườm khăn tại các vị trí có các mạch máu lớn đi qua như hai bên cổ, nách, bẹn, trán, ngực. Cho trẻ uống nhiều nước, nới rộng quần áo để giúp trẻ hạ sốt. Bác sĩ Dư Tuấn Quy, trưởng khoa nhiễm thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM khuyến cáo. Bác sĩ Đỗ Thiện Hải cho biết, hiện nay dịch bệnh tay chân miệng chưa có vaccine phòng ngừa. Để phòng ngừa trẻ mắc bệnh diễn biến nặng, cha mẹ cần chú ý tới các dấu hiệu sớm cảnh báo bệnh diễn biến nặng, như trẻ sốt trên 38,5 độ C, kéo dài hơn 48 giờ và không đáp ứng với thuốc hạ nhiệt, trẻ giật mình ngay cả khi đang chơi, trẻ quấy khóc dai dẳng kéo dài.